Ok, vừa hoàn thành khoảng 90% con W350 các bạn. Đây, chia sẻ với các bác luôn. Không bị méo tiếng này, hoặc là méo chăng nữa nó cũng không đáng kể. Đây, mở cái này cho đỡ bị bản quyền này. Quanh đây nhưng anh nào ngờ mãi đi tìm tình bóng vu vơ, chân lạc loài chân bước ngu ngơ. Để đánh đổi cái việc méo tiếng này thì chúng ta phải hy sinh một cái chức năng, đó là chức năng auto stop, tức là tự động, hình như là tự động stop này. Đấy, bây giờ nó không tự động stop này. Đấy. Để tôi test xem nó có bị lệch tí nào không nhé. Ok. Đấy. Bây giờ là tiếng tiếng rất là tốt, nó không bị méo méo run run. Ban đầu thì rất là run run. Phải đi tìm tình bóng vu vơ, chân lạc loài chân bước ngu ngơ. Cái việc đấy chúng ta phải loại bỏ cái lò xo này các bạn. Đấy, bác nào thích làm thì làm theo nhé. Đối với những cái con Sony nó hay bị cái run run méo tiếng này ở đằng sau này, một số con thôi, thì các bác có thể thay, một là bánh tì này, hai là dây cu loa, ba là những cái bộ phận nó chuyển động liên quan đến độ rung. Đó. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta có thể tìm đến cái tiếng rung của nó, hoặc là cái motor. Tôi cũng đã chèn cái này, chèn cái miếng giấy giáp này vào để test thử xem thế nào. Thì tôi phát hiện là cái ở đây nó có cái lò xo này, lò xo nó chèn dưới này này, thì cái lò xo nó ép xuống chắc là nó cũng không được chắc chắn cho lắm, cho nên nó mỗi lần quay nó rung cái lò xo này, này. Đó, thì rung cái bằng lò xo thì cái bánh này nó rung này, bánh này nó bị đảo, bánh đen đen này nó bị đảo, đảo thế là nó run tiếng thôi. Bây giờ tôi tháo lò xo ra và tôi chốt lại cái này thì bây giờ tiếng rất ok, nhưng mà hình như đấy là cái chức năng auto stop, tự động stop mỗi khi hết băng ấy. Đấy, phải bị hy sinh một cái chức năng đấy các bạn. Đấy, tùy thôi, các bác thích làm thì làm, tại vì là cái con này khắc phục cái tiếng méo tiếng tiếng run này rất là khó các bác ạ. Nó ủa, trời mưa rồi, vui quá. Hôm nay Hà Nội, tối nay Hà Nội được cơn mưa. Đấy, tiếng Tuấn Vũ như vậy là ngon rồi. Không gì hát nghe nó rất chán đời các bạn. Cassette nào mà bị méo tiếng thì khó chịu, tôi làm bằng được thì thôi. Không làm được là tối đấy là không ngủ yên. Cho nên là khắc phục bằng được. Mất stop cũng được, không sao. Chúng ta chỉ nghe một lát thôi, chúng ta phải tắt đi. Đấy. Băng cassette thì chúng ta không nghe nhiều. Thực ra là trong quá trình sửa thì nghe nhiều chứ, sau khi làm xong cả nguyên một cái đài như vậy chẳng hạn, tôi chả bao giờ nghe cassette. Tại vì cũng không có thời gian nhiều, có thời gian nhiều nghe cũng hay. Đôi lúc thì làm việc thì bấm ở đấy mở, nhưng mà dạo này thì cũng không có thời gian nhiều, tôi cũng không nghe. Đấy, cho nên là nghe nghe cái tiếng nó méo méo run run rất khó chịu. Ok. Xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Đấy. Tóm lại là chúng ta như này. Chúng ta rút cái này ra này. Đấy, rút cái miếng trắng này ra. Cái lò xo nó nằm ở phía bên dưới. Lò xo đây nhỉ. Tôi mô tả lại cho các bạn. Cái lò xo lại vút đầu rồi. À đây. Đây. Cái lò xo thì nó kẹp giữa cái miếng miếng trắng này và cái miếng đen này. Thế bây giờ chúng ta rút cái miếng trắng này ra. Đấy, các bác lấy cái tu vít dẹt này, cái vít dẹt này cắm xuống dưới này, nạy dần nạy dần nạy nạy nhẹ lên là nó đẩy ra thôi. Còn nếu các bác rút thì sợ nó lại rút thì chúng ta phải dùng tay hãm cái này, thì đến lúc nó giật một cái thì nó sẽ bị sợ gãy này gãy kia, nó lằng nhằng. Nói chung là chúng ta nên làm nhẹ nhàng.
đấy, bác nào kéo khéo tay nữa thì có thể làm tốt hơn tôi ấy. Nhưng mà chúng ta nên làm nhẹ nhàng nhé. Lấy được cái miếng trắng này ra rồi thì chúng ta sẽ nhấc cái lò xo này ra thôi. Sau đó chúng ta ép lại cái miếng này. Ở dưới cái miếng đen này nó còn một cái miếng to hơn miếng trắng này nữa. Đó. Một miếng ấy, một miếng nhựa giống như cái miếng trắng này này, nhưng mà to hơn chút, dẹt dẹt nó úp vào cái miếng đen này, úp trong lòng miếng đen này. Để chúng ta úp vào. Tóm lại là chúng ta lấy cái lò xo này ra thôi. Xong rồi úp lại như cũ. Là ok, hết méo tiếng ngay. Cái con cassette này nó khắc phục méo tiếng khó hơn cái con bình thường một chút. Đấy. Các bác cẩn thận nhé, đừng có ấn quá đi là nó không quay được cái này đâu. Nó rối băng ngay, nãy tôi bị một lần rồi. Đấy, chẳng qua trong quá trình đang làm thì tay toàn dầu mỡ không thể bấm camera để cho các bác xem được. Mà cũng quên mất, xong rồi thì tôi mới có thể chia sẻ được, chứ còn lúc đang làm thì cũng chả biết là xong hay chưa. Cho nên nó cũng không ghi hình được. Ok, xin cảm ơn mọi người. Bác nào mà có ý kiến thì hãy để lại bình luận. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục xem con cái cửa bên này nó có bị méo không nữa. Đấy, đấy cái lò xo này, lò xo nguyên bản này các bác. Đấy. Hoặc là nếu mà tí nữa nó bị méo thì tôi sẽ làm tiếp con này để ghi hình cho các bác. Ok, chia sẻ với mọi người thôi. Tại vì biết đâu giúp ích được bác nào đấy. Có cơn mưa to quá các bạn, vui thật. Bao nhiêu hôm trời nắng nóng, mưa được tí nó mát đã. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem video clip. Ok, chúc các bác thành công.